Dạ Tuấn cũng xin kính chào bà con cô bác anh chị mình nha. Thì buổi sáng hôm nay Tuấn tiếp tục đi thăm cặp chuột nha bà con. Buổi sáng hôm nay nắng nhiều quá, hơi gắt. Thôi xin mời bà con cô bác mình cùng đi thăm cặp chuột nha. Trên cánh đồng này nha bà con. Xin mời bà con mình cùng đi thăm cặp chuột cái đầu tiên nha bà con. Vô bà con ơi. Đây. Đó, một con quá may mắn. Đó, cái đầu tiên là lụm một con nha bà con. Tiếp tục luôn bà con ơi. Chỗ này hôm qua Tuấn đặt hai cái nha bà con. Nè. Đây một cái, đằng đó một cái. Hai cái đều vô hết bà con ơi. Đây cái đầu tiên nè. Đó. Quá đã. Đó, mà con nhìn thấy đã chưa? Đây cái thứ hai. Tiếp tục vô nữa bà con ơi. Ây da. Đó. Đó. Hai cái hai con luôn bà con ơi. Tiếp tục bên đây hai con ơi. Nè, chỗ này Tuấn cũng đặt hai cái nè bà con. Ở đằng đó một cái. Đây một cái. Rồi tiếp tục vô hai cái nữa bà con ơi. Ồ quá đã rồi. Đây. Đó. Này cái này nữa nè. Vô nữa. Nè bà con nằm nè. Đó. Đó. Ồ may mắn rồi bà con ơi, sáng này im rồi. 5 cái đầu tiên 5 con luôn bà con ơi. Tuấn đặt dòng chỗ với cái đìa lát này nha bà con. Tại chỗ này có lát nhiều quá cho nên người ta gọi là đìa lát. Và cái đìa này nắng quá nắng rồi nó khô nước luôn bà con ơi. Bà con thấy cỏ không? Cỏ xanh không nổi luôn. Cỏ bây giờ chuyển sang thành màu đỏ luôn rồi. Tuấn đặt xuống đằng kia nữa. Rồi xin mời bà con cô bác mình cùng đi nè. Tiếp tục thăm nha bà con. Đó, Tuấn đặt ở cái đi lắc bên dưới này luôn nha bà con. Đó bà con thấy cái bẹo cờ Tuấn cắm không? Đó nè. Vô bà con ơi. Đây nè. Ồ. Quá đã. Ôi quá im. Tiếp tục luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Vô nữa rồi, vô cống bà con ơi. Đó. Đó, phải vô cống đó bà con. Vô cống nó khè đã lắm. Đó. Rồi đã chưa. À, cái đường của nó nè bà con. Đó. Tuấn đặt đường mòn không nha bà con. Đặt đường mòn nhưng mà Tuấn cho thêm một cái cục ngút trắng trắng với vài hộp lúa để mình dụ á bà con. Nó rồi nó chạy ngang mà gặp cục ngút trắng trắng là nó ghé là liền. Nó ghé lại mà thấy vài hộp lúa nó tiện chạy vô ngay. Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Đây nè. Chạy ra ngoài coi. Đó. Giỡn. Đó mà còn đó 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 đó. Đó, coi thấy đã chưa? Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi, chụp cống bà con ơi. Ừ. Quá đã. Đó. Tiếp tục vô cống nha. Im. Tiếp tục cái bên đây luôn nè bà con. Vô nữa bà con ơi. Vô nữa rồi. Nè. Ồ, nó bươi rơm vô núp rồi bà con ơi. À bươi rơm vô núp rồi.
đó, cái đường mòn nó chạy nè bà con, đó, thấy không? Bà con thấy chưa? Đó, mình đó một cái, đây một cái nè, đó, cho nên là mình đặt gặp ở đây thì nó chạy ra là vô liền. Tiếp tục cho bà con ơi, vô nữa bà con ơi, qua đã, đó, đó, qua im. Tiếp tục bà con ơi, nè, bà con có bác thấy chưa, cái chỗ nó bư đùng nữa bà con. Nè, chỗ này tôi đặt hai cái nè bà con. Nè, vô hai con luôn bà con ơi. Trụ luôn, trụ cống bụi cho đã luôn bà con ơi. Đó, đó bà con nghe nó khỏe chưa. Đó. Ui ui, trụ cống đầy lợp luôn. Nghe bà con. Đó. Ui. Thấy mê chưa? Quay mặt qua đây cho anh nhìn cái coi. Đó. Biết nghe lời ghê chưa? Quả đã. Nè con, cái chết bơi luôn nè bà con. Cái bên chuột cơm nha bà con. Ồ, quá đã. Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Vô nữa rồi. Đây nè. Đó. Đó, chuột cơm. Ồ, quá đã. Tiếp tục luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Vô nữa rồi. À, nó bư gom vô núp rồi bà con ơi. Hên quá. Sáng này may mắn nha bà con, cái nào cũng có hết trơn nha bà con. Rồi, quả cái bên này luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. À, chuột cơm tiếp. Đó. Đó bà con thấy đã chưa? Đó. Buổi sáng này may mắn nha bà con. Tiếp tục chỗ cái giớn này luôn bà con ơi. Trong cục lát này. Vô bà con ơi, vô. Vô tụi cống bà con ơi. Đó, vô tụi cống nữa rồi. Đó. Quá đã. Qua đã. Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Chỗ này qua tính đặt hai cái nha bà con. Vô luôn bà con ơi, hai cái vô hết rồi. Đây nè, đây một cái. Đó một cái nha bà con. Ủa cái này chụp cống nữa. Qua đã. Đây, cái này chụp cơm. Bà con, cái này chụp cơm. Ui, hai cái hai con. May mắn nha bà con, hai cái hai con hoài luôn nha bà con. Tiếp tục chỗ cái giớn bà con ơi. Ừ, vô luôn bà con ơi, hai cái hai con nữa bà con ơi. À, qua tính đặt đây nè, chỗ này nó bư đó bà con. Đó, nó bư nè, nó ra nó bư ăn á. À, tính đặt đây một cái nè. Đó, chứ bên đây một cái nè. Đó, hai cái hai con luôn bà con ơi. Đó, quá đã. Một con. Này, bên đây một con nữa. Hai con. Đó. Tiếp tục đây luôn bà con ơi. Qua đến đặt đây một cái. Chụp cống bà con ơi. Cống nữa. Cống nữa. Đó. Quá đã. Ồ. Quá im. Tiếp tục cái đây luôn bà con. Ủa, cống nữa bà con ơi. Cống nữa. Nè.
đó, quá đã. Đã bà con ơi. Tiếp tục trên bà đìa này nha bà con. Đó, bà con thấy cái đìa nước vậy mà nắng khô nước tắt luôn. Hôm nay đặt những đề để trúng ánh nha bà con. Cái nào cũng vô cho bà con ơi. Đây, vô nữa. Vô nữa bà con ơi. Ồ. Ồ, bà con thấy chưa? À, con mê quá. Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Đó, nó bươi rơm vô nấp rồi bà con ơi. Ồ. Cái bên này luôn. Đâu rồi? Đây, vô nữa bà con ơi. Ủa, nó sảy rồi. Nó sảy rồi. Sảy rồi bà con ơi. Nè bà con. Như mình có hai cái phen á bà con. Đó, cái phen nó phải rớt xuống dưới này nè. Thì nó mới ra không được. Còn cái này nè, nó vô nó cắn nè. Cục mút nè, banh hết trơn luôn rồi. Ăn hết lúa luôn. Mà cái phen nó bị dính trên này nè bà con. Cho nên là ở dưới này nó nông ra được. Chứ mà cái phen mà rớt xuống thì nó không ra được. Nè, cái phen nó bị dính rồi. Cái phen rớt xuống vậy là nó không ra được. Đó, bà con thấy chưa? Ôi. Tiếc quá. Tiếp tục cho chỗ cái gọc luôn nha bà con. Vô bà con ơi, vô chục cống. Chục cống bự. Ui, đặc quá, sáng này chuột cống nhiều rồi bà con. Đó. Nhìn thấy nó hung dữ rồi. Vô mấy chuột cống này nó khè nghe đã bà con. Về con cái nữa nha bà con. Đâu rồi? Đây, vô nữa bà con ơi. Vô chuột cơm. Vô chuột cơm. Rồi, mình lên trên thăm tiếp tục cái này bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Đây. Đó, chuột cơm. Quá đã. Tiếp tục cái này luôn bà con ơi. Vô bà con ơi. Vô nữa. À, nó bươi rơm vô nấp rồi bà con ơi. Đó, nó chạy ra nè. Đó, quá đã. Cái tiếp theo luôn bà con ơi. Vô. Vô nữa bà con ơi. Đó. À, còn thấy đã chưa? Thấy mê chưa bà con? Đây cái nữa nha bà con. Vô nữa bà con ơi. Đây. Đó, bà con thấy cái đùng nó bự nè bà con. Đó, nó bự cái đùng nè, bự chà bá luôn. Đó, dí đây lụm liền. Đó. Tiếp tục cái bên luôn bà con ơi. Vô bà con ơi. Vô. À, tức gặt hai cái nè bà con. Đó, bên đây một cái nè. À, bên đây một cái nè. À, từ xa động đậy là thấy lẫm mừng nha bà con. Đây một con. Đó. Con thứ hai. Đây. À, hai cái hai con nha bà con. À, bà con thấy mê chưa? Theo cái bên luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Đang nằm chờ queo đây nè. Đó, nằm chờ queo đây nè. Đó, quá đã. Thăm cái bên luôn bà con ơi.
Vô nữa bà con ơi. Vô nữa rồi. Núp rồi, núp rồi. Đó, bươi rơm vô núp rồi. Lúa đuôi ra nè. Bà đã. Tiếp theo cái này bà con ơi. Đâu rồi, đây, vô nữa bà con ơi. Vô chuột cống rồi. Vô chuột cống rồi. Ăn chưa bà con? Con bự cho bán. Quá im. Quá im. Ồ, buổi sáng này may mắn quá bà con ơi. Tiếp tục chỗ cái giớn này có mấy cái nữa nha bà con. Đó, tính đặt hai cái nó nằm bên giớn nha, chạy hết hai cái luôn nha bà con. Đó, bà con thấy không? Đó. Cùng lại thăm bà con đây. À, lại gần cho bà con thấy rõ hơn nè. Đó, đây một cái. Đó một cái. Bà con thấy chưa? Con chuột cơm. Ồ, ú quay luôn. Ây dạ, dính dớn nè. Dạ. Đó, chuột cơm ú quay luôn. Ú lù luôn. Đây là con, đây con chuột cơm đó nha bà con. Đó. Rồi, hai cá hai con quá đã. Đó, còn mấy cái bên đây nữa nha bà con. Vô nữa bà con ơi. Vô nữa nè. Đó, anh chạy kìa, anh tông kìa. Đó. Ừ, quá đã. Cái này cũng bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Đó, quá đã. Sáng này thấy mê quá bà con ơi. Cá bên đây luôn bà con ơi. Vô nữa bà con ơi. Vô rồi. Đó. Đó. Bà con thấy mê chưa? Cái này sảy rồi bà con ơi. Cái phèn lại bị dính lên trên nữa nè bà con. Đây nè, cái phèn lại dính lên trên nữa nè. Nó bị kẹt cỏ nè. Nên là nó chống nó nông ra được. Xui nha. Tiếc quá tiếc. Cái tiếp theo luôn bà con ơi. Vô bà con ơi. Cái bươi rơm nè. Nó bươi rơm chà bá luôn, núp trống này. Rồi, tiếp theo cái này cho bà con ơi. Tụt thăm cái này bà con ơi. Cái này tụi đặt hai cái nha bà con. Đó, bên đây một cái vô một con nè. Bên đây vô con nữa nè bà con. Đó, hai cái vô hai con luôn nha. Ồ, quá đã. Đây, một con. Đây một con nữa. Rồi, nó cục gơm hơi đỡ rồi, nó nấp luôn rồi. Quá im. Còn đây cái nữa là hết nha bà con. Vô bà con ơi. Ừ, cái cuối cùng ăn ủi. Cũng được một con, lại bư nấp trốn nữa rồi. Đó. Rồi. À, tướng nó thăm hết rập rồi nha bà con. Xin mời bà con cô bác mình cùng xem kết quả coi buổi sáng hôm nay mình được bao nhiêu nha bà con. Buổi chiều hôm qua tướng đặt 50 cái rập nha bà con. Thì buổi sáng hôm nay mình đi thăm được 45 con nha bà con. 50 cái mà chạy được 45 con. Dính được 45 con bà con thấy sao ạ? Có đạt không bà con cô bác? À, bây giờ mình cho chuột vào rộng nha bà con.
cho chuồng trâu rộng nha bà con. À, bà con có bác thấy đã chưa? À, chuồng cống này. Cống nó vô cái văn lò xo ra ngoài luôn bà con. Dạ thì kết quả buổi sáng hôm nay mình được bao nhiêu đây nha bà con cô bác. Còn nhìn thấy mê chưa? Tiêu luôn bà con ơi, bay ra ngoài một con nó tiêu ra. Dạ như vậy là buổi sáng hôm nay đứng được bao nhiêu đây nha bà con? À, hết này luôn, chắc tầm khoảng 4 kg á. À, buổi sáng hôm nay may mắn nha bà con. À, đặt cái đi lát này trúng à. Chiều nay Tứng sẽ xuống cái đi lát bên dưới nữa. À, Tứng cũng xin cảm ơn bà con, cô bác, anh chị mình đã theo dõi video của Tứng nha. Kính chúc cho bà con cô bác mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha bà con. Chúc cho bà con nhiều sức khỏe nha.
hẹn gặp lại bà con cô bác mình ở video tiếp theo nha bà con.